Xin chào anh chị ạ. Tiếp tục hôm nay là series video về tử vi 6 tháng cuối năm của các tuổi. Ngày hôm nay là Nam mệnh Ất Mão sinh năm 1975 trong năm 2023 năm Quý Mão. Và tử vi ở đây là 6 tháng cuối năm anh chị nhá. 6 tháng cuối năm trong năm 2023 cũng định là 12 tháng nhưng mà do thời gian nó không cho phép thì tôi sẽ làm 6 tháng cuối năm. Các cái tiêu chí để tôi đánh giá xét vận hạn của một tuổi là gồm chòm sao Thái Tuế, chòm sao Lộc Tồn, hạn tam tai, mối tương quan, thiên can, địa chi, ngũ hành, sinh khắc hòa hay như thế nào, hay là hợp hay là ra làm sao. Rồi là hệ thống sao cửu diệu, lưu niên cửu diệu, cửu diệu La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, Mộc Đức, Thổ Tú, Thủy Diệu và Vân Hớn, vân vân. Rồi còn 6 tháng cuối năm thì tiêu chí của chúng ta sẽ là xét cái mối tương quan giữa thiên can, giữa địa chi và ngũ hành của tháng so với tuổi. Tất nhiên là phải có kết hợp với năm để tìm ra cái ngũ hành nào nó vượng, nó sinh cho can chi của tuổi chúng ta đang xét. Rồi trước khi đi vào vận hạn tổng quan cũng như là chi tiết thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về tính cách của người tuổi Mão. Đấy, người cầm hình tượng là con mèo ở nước Việt Nam, hình tượng là con thỏ ở nước Trung Quốc. Về mặt ưu điểm thì tính tình tuổi Mão là gì? Là khôn khéo, là dí dỏm, là hài hòa, cơ bản là nói năng uyển chuyển nhẹ nhàng, được đánh giá là khả năng ngoại giao tốt, tinh tế và biết cách làm người khác hài lòng, biết giữ đức hạnh, giải quyết mọi chuyện đều dịu dàng, không nóng nảy và bốc đồng. Cuộc sống thì gần như là lạc quan, vui vẻ, chăm sóc cho gia đình khá là chu đáo, về cơ bản là nói chung là tích cực. Nhưng mà với những cái tính cách đó thì cũng có những cái nhược điểm, ví dụ như không thích bị cuốn vào cái cuộc sống bon chen, né tránh các cái cuộc xung đột phiền phức, thế nên là đôi khi không dám mạo hiểm và chẳng không nắm bắt được những cái cơ hội làm ăn. Anh chị biết rồi, làm ăn thì nó phải có rủi ro, mà nếu chúng ta tránh các cái sự phiền phức thì nó cũng khó. Tiếp theo là gì? Thường bị đánh giá là nhu nhược, thế nên là gì, hay bị người khác lợi dụng vì cái sự nhiệt tình cũng như là không biết cách từ chối. Đấy là về phần tính cách. Về phần tính cách tiếp theo là tổ hợp chòm sao Thái Tuế và Lộc Tồn. Năm 2023 năm Quý Mão thì Thái Tuế ở Mão thì tất nhiên là gì? Thái Tuế ở Mão, Lộc Tồn ở Lộc, năm Quý thì Lộc Tồn ở Tý, như vậy là cái bộ song hao nó sẽ ở Mão và Dậu. Tiếp theo bộ khốc hư nó cũng sẽ ở Mão và Dậu. Tiếp theo là gì? Năm Quý, Nhâm Quý xả thổ tàng thì quý nhân sẽ tới đất Mão và tới đất Tỵ. Như vậy là năm 2023 của người tuổi Mão về tổng quan là sẽ có những cái biến động khá lớn. Thái Tuế hạn mà gặp Thái Tuế thì một là phúc, hai là họa, chứ không hẳn là hoàn toàn xấu anh chị nhá. Nó là những biến động lớn. Còn biến động khi mà gặp song hao mà gặp khốc hư thì thường là gì? Hao tài tốn của, đầu tư kinh doanh buôn bán là dễ bị thua lỗ, ốm đau một chút này, bệnh tật một chút, hoặc có cái chuyện gì đó phải hao tài tốn của. Đấy là tổ hợp song hao. Tiếp theo tổ hợp khốc hư. Khốc hư là buồn phiền, khốc hư là nước mắt, khốc hư là hư hao, khốc hư là cô đơn cô quả, khốc hư là phiền muộn, khốc hư cũng là lo lắng, khốc hư cũng đôi khi cũng bất an. Thế tiếp theo khốc hư nó đại diện cho những cái bệnh tật liên quan đến hệ hô hấp một chút, song hao thì liên quan đến dạ dày, tiêu hóa, đại tràng. Cũng may mà có quý nhân trợ giúp, quý nhân trợ giúp. Hạn mà gặp quý nhân thì nói chung là tâm tính nó cởi mở, thông minh, hài hòa. Khó khăn là có người trợ giúp, thế nên là gặp khó khăn. Cơ bản năm nay người tuổi Mão là sẽ gì? Là sẽ gặp khó khăn, có người trợ giúp. Để mà nói công danh tài lộc trong năm nay thì nó không vượng. Đấy là vấn đề chung của người tuổi Mão. Khi anh chị xem vận hạn một năm thì nó sẽ có những cái tốt, có những cái xấu. Còn để mà chỉ ra tốt hẳn xấu hẳn là không có anh chị nha. 12 tháng nó cũng như vậy. 12 tháng chia ra là 4 mùa, xuân hạ thu đông, có ấm, có nóng, có mát và có lạnh. Đó. Mùa xuân thì là đâm chồi nảy lộc ấm áp rồi, mùa hè thì là nóng bức là nhiệt rồi, vân vân. Hạn tam tai thì không bị, tuổi Thân, Tí, Tỉn sẽ bị tam tai trong 3 năm Dần, Mão, Thìn. Thiên can Quý, Ất tương sinh, thế là sinh nhập. Sinh nhập tức là thiên ấn, hạn gặp thiên ấn thì về cơ bản rất tốt cho học hành, thi cử, công danh và rất thích hợp những ngành nghề liên quan đến sáng tạo, tự do hoặc là cái mặt liên quan đến tôn giáo. Còn mặt công chức, nhà nước, quân đội, công an, cảnh sát thì nó sẽ không tốt cho lắm. Nhưng cơ bản tương sinh là tốt rồi, hạn gặp tương sinh là tốt rồi. Thiên can địa chi mà được sinh được hợp thì người ta gọi là âm phủ dương trợ. Thêm nữa mà được ngũ hành tương sinh nữa thì lại càng tốt. Thiên can đại diện cho trời, địa chi đại diện cho đất. Còn gì, ngũ hành thì có thể nói là đại diện cho con người. Thế nên là can chi ngũ hành mà tương sinh với nhau tức là âm phủ dương trợ. Trời 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 giúp, đất giúp, người giúp.
Rồi, địa chi thì là tỷ hòa hai mão 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 gặp nhau, không có gì là xấu cả, tốt không quá tốt mà xấu không quá xấu. Tiếp theo ngũ hành ất mão ngũ hành thuộc thủy, quý mão ngũ hành thuộc kim, kim sinh thủy, thương sinh là tốt, tốt về mặt sức khỏe, tốt về mặt tâm tính, tốt về nhiều mặt trong cuộc sống, đó là thế tương sinh. Một vấn đề khá quan trọng đó là cửu diệu, nhưng mà cửu diệu thường nó sẽ ảnh hưởng vào một cái tháng nhất định, đó là nam mệnh ất mão 1975 49 tuổi. Gặp sao Thái Bạch, gặp sao Thái Bạch. Thái Bạch thì trắng sạch cửa nhà và nó thường ứng vào tháng 5. Tháng 5 ứng vào tháng 5. Tháng 5 thì cũng chưa tới. Đấy, trong cho 6 tháng cuối năm thì tôi xét thì nó cũng qua rồi. Còn tháng hiện tại là tháng 4 âm lịch, tháng tôi làm là tháng 4 âm lịch. Và cái thời gian tôi xét ở đây là theo lịch tiết khí anh chị nha. Ví dụ khi nói đến tháng 7 thì tức là chúng ta sẽ hiểu là thời gian là bắt đầu dương lịch từ mùng 8 tháng 8 tới mùng 8 tháng 9. Chứ không, ở đây không phải là tháng mùng 1 tháng 7 âm tới mùng 1 tháng 8 âm. Đó, Thái Bạch thì trắng sạch cửa nhà, Thái Bạch thì kỵ tháng 5. Thái Bạch thì là một sao xấu rồi, là hầu kế đô. Thái Bạch chủ về tai tiếng, chủ về thị phi, chủ về hao tài tốn của, chủ về bệnh tật, chủ về tiểu nhân há mạng, chủ về kiện tụng vân vân. Đặc biệt đi với bộ song hao thì người tuổi Mão năm nay là dễ vướng vào tranh chấp thị phi kiện tụng dẫn đến hao tài tốn của, hoặc là ốm đau bệnh tật cũng dễ hao tài tốn của, hoặc chi dùng cho một cái việc gì đó dẫn đến hao tài tốn của. Đấy là Thái Bạch. Và tiếp theo thì mời anh chị đi vào 6 tháng cuối năm. Tháng 7 canh thân, tháng 7 canh thân ất canh thử hầu đương, tức là hạn mà gặp tháng thân ấy. Thử ở đây là thân là khỉ, thử ở đây là tý, anh chị xin lỗi anh chị, thử ở đây là tý là chuột, thử hầu, hầu mới là khỉ, mỹ hầu vương lại tôn không là khỉ đấy. Thế nên là hạn gặp tháng 7 là có quý nhân tương trợ trợ giúp. Tuy nhiên canh thân thì ngũ hành là kim cực vượng, kim cực vượng, kim vượng thì lại khắc thiên can ất và địa chi mão, nhưng mà cũng may ất mão là căn cơ gốc rễ nó vững mạnh, ất lộc tại mão, canh lộc tại thân, thế nên hai cái đều vượng cả. Tuy nhiên là được cái là gặp quý nhân là một cái, thứ hai là gì, ất với canh hợp nhau, tuy là khắc nhưng mà lại khắc hợp. Khắc hợp tức là gì, rèn luyện mài giũa kiên trì mà phát triển lên. Thế nên tháng 7 chỉ được đánh giá là tháng không xấu. Can chi là một, ngũ hành là hai, đều là không phù sinh phù phù trợ cho mình. Tuy nhiên là ất hợp canh, thiên can mà hợp thì phát triển về gì, phát triển về mặt công danh tài lộc cũng không xấu gì cả. Khi mà gặp có quý nhân, tháng 7 là tháng nhiều sóng gió, nhiều gian nan, nhiều thử thách, nhưng mà có quý nhân trợ giúp. Tháng 8 tân dậu, ất mão gặp tân dậu, thiên khắc địa xung anh chị nha. Mão âm ngũ hành thuộc mộc, dậu âm ngũ hành thuộc kim, kim khắc mộc. Thế nên tháng 8 là tháng khá là xấu, anh chị nên phòng tránh các vấn đề liên quan đến thị phi, liên quan kiện tụng, liên quan đến hao tài tốn của, nhiều các cái xung đột xảy ra trong tháng 8, ốm đau bệnh tật rồi liên quan đến rủi ro tai nạn. Ở đây chúng ta xét là xét tuổi chung chung, thế nên là nó sẽ ứng vào phần đông mọi người, chứ nó không ứng vào 100%. Ví dụ hao tài tốn của, có người ốm đau bệnh tật hao tài tốn của, ví dụ có người gặp tai nạn cũng hao tài tốn của, có người đầu tư kinh doanh buôn bán cũng hao tài tốn của, thì có người lại gì, vì người khác mà hao tài tốn của, có người lại bị lừa lọc vân vân, nó rất nhiều cái hình thái. Tháng 8 là một cái tháng khá là xấu. Tháng 9 thì sao? Tháng 9 nhâm tuất, nhâm thì sinh ất, mão tuất ở thế lục hợp, can chi tương sinh tương hợp, thế nên tháng 7 lợi danh lợi tài. Mà ất gặp nhâm người ta gọi là gặp chính ấn, chính ấn thì phát triển cho công danh học hành khoa bảng thăng quan tiến chức. Thật đấy là tháng 9, tháng 9 là tháng tốt. Tháng 10 quý hợi, quý hợi thiên can quý và địa chi hợi ngũ hành đều thuộc thủy. Hợi mão lại ở thế tam hợp, hợi mão lại thế tương sinh, quý lại sinh ất, thế nên là vừa thiên can địa chi ngũ hành đều là tương sinh, đều là tỷ hòa. Nhâm tuất và quý hợi đều ngũ hành thuộc thủy, ất mão thủy, thủy thủy tỷ hòa thì nó không xấu. Tiếp theo quý sinh ất này, hợi mão tam hợp tương sinh, thế nên tháng 10 cũng là tháng khá là tốt đối với tuổi ất mão trong năm 2023. Hạn mà gặp tam hợp thì nói chung là xuất hành xuất ngoại đi xa, ký kết giao dịch, làm ăn rồi là họp hành các thứ thì nó hanh thông thuận lợi vân vân. Nói chung lợi danh lợi tài là tháng 10. Tháng 11 thì giáp tý, giáp tháng 11 thì ngũ hành là gì, thủy mộc vượng, mà thiên can ất thì lại là mộc, thế nên là tượng là gì, có ất mà lại gặp tý, người ta gọi là gặp quý nhân, thế nên là khi mà mộc vượng thì lại sinh phù cho thiên can địa chi của tuổi, thế nên tháng 10 cũng là tháng tốt. Tuy nhiên tý mão gặp tương hình, hình vô lệ thì hết sức cẩn thận, có quý nhân, quý nhân ở đây là cấp trên, bề trên, người lớn hơn tuổi giúp đỡ mình, thì mình phải có những cái hình thái nó cư xử nó hài hòa,
kiểu như là tôn trọng là một, biết ơn là hai. Tại vì Tý Mão là tương hình, hình ở đây là hình vô lệ, giáp Tý ất lộc tại Mão. Thêm nữa thì tháng 11 ngũ hành thuộc kim, kim lại sinh thủy, như vậy là gì, can chi ngũ hành nói chung là đều tốt cả, lại gặp quý nhân, một cái tương hình thì nói chung là cũng không đáng ngại. Tháng 12 ất sửu, ất sửu ở đây thì mộc không có gì là vượng cả, ất sửu mộc không vượng, mộc không vượng là cái thứ nhất, cái được cái ngũ hành là tương gì, ngũ hành là tương sinh kim sinh thủy, tốt về mặt sức khỏe, tốt về mặt tinh thần vân vân. Còn ất sửu, ất sửu thì cái mỗi tương trợ của ất sửu và ất mão thì mức độ của nó khá là nhẹ. Tháng 12 thì anh chị biết rồi, tháng 12 kim hàn, kim hàn. Tháng 12 là thủy lạnh, thủy lạnh, tháng 12 là vượng thủy, vượng thủy, nhưng mà đây địa chi là sửu, thế nên là sửu nó không có gì tương sinh so với ất cả. Cái tiếp theo là gì, thiên can ất ở đây có sự tương trợ, nhưng mà lực của thiên can ất nó hơi yếu, thế nên là anh em bạn bè rồi là quý nhân muốn trợ giúp mình cũng hơi khó. Tháng 12 là tháng tự lực cánh sinh, công danh tài lộc nó sẽ khác, nói chung ở mức tương đối, nó không xấu nó không tốt. Đấy là tỷ kiên, tỷ kiên. Nếu nói về xấu nhất thì là tháng 8 anh chị nha, xấu nhất là tháng 8, còn nếu tốt nhất là tháng 9, tháng 10. Còn tháng nào tốt hơn thì thực sự để mà định lượng nó khá là khó. Còn nếu mà thực sự mà đánh giá tháng nào tốt hơn thì tôi đánh giá là gì? Tháng 9, tháng 9 ở đây, cái thế lục hợp nhiều khi nó rất là hay. Thế lục hợp nó rất là hay. Tháng 9 khá là xấu, tháng 8 khá là xấu, tháng 9 tốt. Đó là về tổng quan cũng như là vận hạn của 6 tháng cuối năm của tuổi Ất Mão, sinh nam mệnh Ất Mão 1975. Rồi, hẹn gặp lại anh chị vào series video tử vi 6 tháng cuối năm 2023 của một tuổi khác. Xin chào.